Phần 13. Trong cuộc phỏng vấn của Arnold Bosgrave, chính Phạm Văn Đồng đã rất chính xác và huỵch toẹt, không hề nhắc đến Hội đồng Hòa giải Dân tộc, chỉ nói tới ba phe Việt Nam, Sài Gòn, Hà Nội và Mặt trận Giải phóng sẽ cùng nhau dàn xếp để tiến tới một chính phủ liên hiệp chuyển tiếp. Thiệu đã dùng bài phỏng vấn đó làm bằng chứng về ý đồ thực sự của Bắc Việt tại miền Nam. Cả Bắc lẫn Nam Việt đã đồng ý rằng Hội đồng Hòa hợp và Hòa giải là công thức cho một chính phủ liên hiệp. Vậy mà Kissinger lại khăng khăng cho rằng Hội đồng sẽ chỉ là một cơ quan tư vấn không có quyền pháp lý, như ông ta đã mệnh danh, chỉ là một hội đồng nhỏ nhoi, nghèo nàn thôi. Kissinger còn hỏi, tại sao Thiệu cứ phải lo ngại về hội đồng này? Chính phủ Sài Gòn có quyền phủ quyết cơ mà. Cho dù có quyền phủ quyết, Việt Nam Cộng Hòa sẽ ở vào thế hết sức kẹt. Vì nếu cứ phủ quyết hoài những đề nghị của phía Cộng sản, thì Sài Gòn sẽ bị kết án là ngoan cố. Vẫn cố giấu mọi chuyện cho kín đáo. Cả Nixon lẫn Kissinger không ai tiết lộ lá thư trên đây gửi cho Thiệu. Kissinger thì tiếp tục làm áp lực đẩy nhanh đẩy mạnh tới chỗ kết thúc được một bản hiệp định. Ông cũng cảm thấy rằng nếu chưa có được hòa giải sau khi thắng cử, sẽ khó nói chuyện với Nixon và chắc ông này sẽ tăng thêm yêu sách đối với Bắc Việt. Không có được sự thỏa thuận của Thiệu, Nixon có thể bị buộc tội là bán đứng một đồng minh. Thiệu không phải là không biết về cái thế tiến thoái lưỡng nan này của Nixon. Sau này, cuối năm 79, ông có tuyên bố với tạp chí Đức là điều mà Kissinger và chính phủ Hoa Kỳ hồi đó thực sự muốn là rút lui càng mau càng tốt và lấy được tù binh của Mỹ về. Họ chỉ muốn phủi tay cho xong mọi chuyện rồi ù té chạy làng. Tuy nhiên, trong lúc phủi tay chạy làng như thế, họ lại không muốn bị nhân dân Việt Nam và thế giới buộc tội là bỏ rơi chúng tôi. Đó là tình trạng khó xử của họ, và thế là Thiệu quyết định cứ lì ra. Khi đi vận động tranh cử, Nixon đã dùng cuộc họp báo chí của Kissinger cho mục đích riêng của mình. Ông cho báo chí biết rằng các cuộc hòa đàm vẫn còn tiến hành đều đặn, và ông tin rằng chúng ta sẽ thành công, giành được mục tiêu của ta là hòa bình trong danh dự, chứ không phải hòa bình trong đầu hàng tại Việt Nam. Tuy vẫn còn một số khác biệt cần được giải quyết, tôi tin rằng chúng ta có thể và sẽ được giải quyết. Nixon quyết tâm không để cho vấn đề Việt Nam lấn át chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, hình như ông đã nhận thức được những hiểm họa của miền Nam nếu cứ nhất quyết đòi họ phải ký bản dự thảo hiệp định ngay lúc đó. Sau này, ông có ghi lại một trang nhật ký của ông viết vào lúc Kissinger còn ở Sài Gòn. Một số tin tình báo cho biết chúng, có nghĩa là Bắc Việt, đã ra chỉ thị cho cán bộ chúng giết hết mọi đối thủ trong vùng chúng kiểm soát một khi có loan báo đình chiến. Đây sẽ là một cuộc tắm máu tàn sát, và đó là điều ta phải xét đến khi làm áp lực ông Thiệu chấp nhận một cuộc dàn xếp chính trị, mà theo chúng tôi tất nhiên là hợp lý, nhưng cũng phải biện minh được về mặt an ninh. Phân tích và nhận xét về những biến cố lúc đó, Hưng tin rằng Kissinger và Nixon đã phạm một sai lầm chiến lược khi họ tìm cách chấm dứt chiến tranh qua các cuộc thương thuyết bí mật. Chẳng những thương lượng mật đã ngầm phá hoại Việt Nam Cộng Hòa và hạ thấp tư thế của chính phủ Sài Gòn, nó còn làm Hoa Kỳ mang tiếng là điều đình sau lưng đồng minh nữa. Uy tín cá nhân của Kissinger mỗi ngày lại một buộc chặt với sự thành công hay thất bại của các cuộc hòa đàm. Bởi vậy, ông ta đã bị mắc kẹt không thể gỡ ra mà không phải trả một giá thật đắt cho uy tín riêng của mình. Sự việc này thật rõ ràng khi ông ta trở về Hoa Kỳ ngay sau chuyến viếng thăm Sài Gòn mà không được Nixon cho phép thực hiện chặng đường chót của cuộc hành trình, nghĩa là bay ra Hà Nội để thảo luận nốt các chi tiết cuối cùng, rồi ký tắt vào bản dự thảo hiệp định ngày 24 tháng 10. Kissinger khăng khăng muốn đi Hà Nội, vào đúng lúc mà cuộc tấn công mùa hè đỏ lửa của Bắc Việt đã bị đẩy lui, và vào lúc
rõ ràng là Nixon sẽ đại thắng trong cuộc tuyển cử tới. Kissinger muốn có được một hiệp định trước tuyển cử để gắn liền sứ mạng lịch sử của ông với việc thắng cử của Nixon. Bởi vậy, dù Việt Nam Cộng Hòa và Nixon đang ở thế mạnh, ông đã lùi bước trước đòi hỏi của Bắc Việt và bằng lòng giải quyết cả hai khía cạnh, quân sự lẫn chính trị. Ngay từ hồi khởi sự điều đình, Hà Nội đã có hai mục đích chính. Quân Mỹ phải rút khỏi miền Nam và thành lập một chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn, làm phương tiện nắm quyền kiểm soát miền Nam sau này. Mục đích thứ nhất đã là yếu tố quan trọng nhất trong chiến lược của họ. Sự kiện này đã được chính Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao của Hà Nội, xác nhận với ký giả Hearst sau ngày Sài Gòn thất thủ. Tôi phải nói với ông điều này, cái quan trọng nhất của chúng tôi là Mỹ phải rút quân. Điều thứ hai là họ phải bằng lòng cho tất cả quân đội chúng tôi ở lại miền Nam. Dựa trên kinh nghiệm với Pháp, Bắc Việt đòi hỏi sự triệt thoái của Mỹ phải được thi hành với một lập trường hết sức cứng rắn. Nó gồm bốn yếu tố: đơn phương, mau lẹ, toàn bộ và vĩnh viễn. Dần dần từng bước một, Hoa Kỳ đã nhượng bộ cả bốn. Thoạt tiên Hoa Kỳ bắt đầu với nguyên tắc không thể lay chuyển được, là cả hai bên Bắc Việt và Hoa Kỳ cùng rút quân khỏi miền Nam. Điều này được Nixon tuyên bố rõ ràng ngày 8 tháng 5 năm 69. Trong suốt 2 năm Hoa Kỳ giữ vững lập trường này, thế rồi ngày 31 tháng 5 năm 71, Kissinger ngầm đưa ra một kế hoạch mới. Lần đầu tiên Hoa Kỳ bỏ hẳn yêu sách triệt thoái song phương để đổi lấy lời cam kết của Bắc Việt là sẽ không đổ thêm quân vào miền Nam, Lào và Campuchia. Theo Kissinger, sở dĩ ông đã bỏ hẳn lập trường cố hữu đó vì ông đã cho thực hiện một số nghiên cứu mà kết quả cho biết là Sài Gòn có thể đối phó được với sự hiện diện tiếp tục của quân Bắc Việt tại miền Nam nếu như không có tiếp liệu và yểm trợ tiếp tục cho chúng từ bên ngoài. Chính là căn cứ vào những bản nghiên cứu này mà Kissinger đã thúc giục Nixon đổi lập trường. Theo ý kiến của Thiệu và các giới chức Sài Gòn, Kissinger đã phạm một sai lầm chiến thuật nghiêm trọng ngay từ hồi đầu là đã tập trung nỗ lực điều đình vào việc rút quân, thay vì coi chính việc rút quân là một điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc điều đình. Theo Thiệu, vĩ tuyến 17 là biên giới Bắc Nam, phân cách hai quốc gia khác nhau. Vậy mà dường như Kissinger đã chấp nhận yêu sách của Bắc Việt, đòi rằng Việt Nam là một quốc gia và chỉ có ba quốc gia tại Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia. Khi Việt Nam Cộng Hòa vạch điểm này ra cho Kissinger thấy, thì ông này cho đó chỉ là một sơ suất và hứa sẽ bỏ đi trong dự thảo tiếp theo. Nỗi khổ cực bị khép vào vai trò đồng minh lép vế đã làm cho chính phủ Sài Gòn hết sức đau lòng. Lối trình diễn độc tấu lại là thứ độc tấu có kỹ thuật cao của Kissinger khiến Sài Gòn cảm thấy vừa căm giận vừa bất lực trước sự bóp méo lịch sử của ông ta. Giữa Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn lúc đó có biết bao nhiêu là bất đồng ý kiến sâu xa về nội dung các điều khoản của hiệp định. Thế mà đứng trước máy truyền hình và dư luận thế giới, Kissinger cứ vẫn gọi những khác biệt đó là một số điều còn mơ hồ, một vấn đề ngữ học hay là một vấn đề kỹ thuật. Kissinger còn nói là đoạn đường dài nhất đã đi qua rồi, và những gì hiện làm trở ngại đường đi đến thỏa thuận là những vấn đề tương đối kém quan trọng hơn những gì đã được dàn xếp. Đúng là cả vú lấp miệng em. Kissinger đã ma nớp được giới báo chí Mỹ và lại ít người bỏ ra thời giờ để phân tích những thay đổi trong lập trường của Mỹ. Về vấn đề rút quân chẳng hạn, Hoa Kỳ đã đổi từ rút quân cả hai bên sang rút quân có một bên là Mỹ. Lịch trình triệt thoái đổi từ vô hạn định tới 9 tháng, xuống 6 tháng, rồi 3 tháng, rồi xuống 60 ngày. Khi Phạm Văn Đồng xác nhận với Kissinger rằng, đúng thế, Hội đồng Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc chính là một chính phủ liên hiệp, như Việt Nam Cộng Hòa đã cảnh cáo, thì Kissinger vẫn cứ chối bay, không chịu nhận. Thiệu vẫn không hiểu tại sao Kissinger vẫn cứ nói đó không phải là một công thức chính phủ liên hiệp, trong khi cả hai bên tranh chấp, Sài Gòn lẫn Hà Nội, đã đều quả quyết chính là liên hiệp.
Theo bản văn của Hiệp định dự thảo do Hà Nội tiết lộ và loan báo trên Đài Phát thanh Hà Nội, mà chính Kissinger khẳng nhận là đúng, thì mọi quyền lực trao cho hội đồng này đúng là những quyền lực của một chính phủ liên hiệp lâm thời do Hà Nội đề nghị từ ngày 9 tháng 5 năm 69. Về phần Thiệu, ông hiểu ngầm những lời năn nỉ của Nixon về tình đoàn kết có nghĩa là đoàn kết lúc này. Vì một khi cuộc bầu cử đã đi qua, thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải chịu đựng thêm nhiều áp lực mới nữa, giống hệt như hồi 1968. Những gì chúng tôi sẽ làm. Một ngày sau khi vẻ vang thắng cử, với gần 61% số phiếu, chưa có ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nào thắng lớn được như vậy trong lịch sử Hoa Kỳ. Nixon lại viết cho Thiệu một lá thư dài để mở lại cuộc đối thoại về bản dự thảo hiệp định chấm dứt chiến tranh. Tướng Hay được ủy nhiệm đem lá thư sang Sài Gòn và giải thích cho ông Thiệu rõ ý định của Nixon. Kissinger đã hằn học về lời tố cáo của Thiệu, gọi bản hiệp định là một sự đầu hàng. Về phần Thiệu, ông cũng đã không chịu đựng được Kissinger thêm nữa, vì tin rằng vị cố vấn an ninh quốc gia này đã chỉ hành động theo nghị trình riêng của mình với sự đồng lõa của Bắc Việt. Thiệu muốn nói chuyện thẳng với Nixon. Ông cho phát động trong giới báo chí Sài Gòn một chiến dịch gán cho Kissinger cái lỗi là đã không thông báo chính xác quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa cho Nixon. Sau lần thất bại vừa rồi, Kissinger không còn mặt mũi nào trở lại Sài Gòn lần nữa, nên Nixon đã chọn Hay đi thay thế để vừa xoa dịu vừa khuyến khích Thiệu. Nixon trọng cái đức tính cứng cỏi của người quân nhân này và cũng khéo léo dùng ông ta để chơi lại Kissinger. Nixon có thể tin cậy Hay sẽ phục tùng mệnh lệnh ông và không có một mưu cầu riêng tư nào khác hơn là lên lon. Ông cũng là người biết xét đoán tính nết người khác và có vẻ hiểu được Thiệu. Hồi tháng 10 năm 72, trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ báo Time, Hay mô tả ông Thiệu là người phức tạp, có khả năng và sắc sảo. Ông ta thích làm việc với một số rất ít người và có tính đa nghi. Ông rất có ý thức và hay lưu tâm đến sự sống còn của mình. Thế nhưng lại mềm dẻo và dễ thuyết phục. Đường lối hành động của ông ta là đi trước mọi vấn đề liên quan đến cuộc điều đình. Ông ta là một nhà điều khiển chính trị giỏi và là một người yêu nước. Thiệu không nhất thiết là người được yêu mến tại Sài Gòn, nhưng giới công chức lại rất kính nể ông ta. Trong đoạn kỳ, tôi không thấy ai có thể thay thế ông ta được. Hay tới Sài Gòn ngày 10 tháng 11 72 và đi ngay đến Dinh Độc Lập để trình lá thư Nixon, cũng lại do chính Kissinger thảo. Hay là một sứ giả lý tưởng, vẻ gồ ghề, dáng điệu góc cạnh nhà binh của ông ta, làm Thiệu thấy thoải mái. Hay đã từng phục vụ tại Việt Nam từ 66 đến 67, trong chức vụ tiểu đoàn trưởng và được cả lục quân Hoa Kỳ lẫn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tưởng thưởng huy chương về sự dũng cảm trong khi tác chiến. Với kinh nghiệm đầu tay, Hay hiểu biết tình hình quân sự tại Việt Nam và qua các cuộc nói chuyện, Thiệu đã thấy Hay có thiện cảm với chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa hơn là Kissinger. Tuy nhiên, ông chỉ là một người đưa tin, không quyền hành gì cả, dù rằng có ảnh hưởng với Nixon. Hay nói với Thiệu rằng, Tổng thống Nixon đã quyết tâm đi tới chỗ ký kết, nhưng cũng rất muốn thỏa mãn những yêu sách của Sài Gòn. Trong phần phụ giải, theo chỉ thị của Nixon, Hay khôn khéo nhấn mạnh ở điểm Thiệu phải có sáng kiến chính trị và tâm lý để tiến tới việc tái thiết miền Nam và củng cố quyền lực của mình. Phần thưởng cho sự cộng tác với Hoa Kỳ sẽ là một cuộc họp mặt với Nixon. Dù Nixon vừa thắng cử lớn, nhưng về vấn đề Việt Nam thì Hạ viện Hoa Kỳ không còn kiên nhẫn và Thượng viện thì lại bồ câu hơn cả trước ngày bầu cử. Nếu không có được một dàn xếp nào trước khi Quốc hội tái nhóm vào tháng Giêng 73 và nếu Thiệu bị coi như một chướng ngại vật cho hòa bình thì Thượng viện sẽ cắt ngân quỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi Hay tới Dinh Độc Lập với đại sứ Bunker, Thiệu đã bảo Nhã duyệt lại một kế hoạch ý đồ, đoán xem Hay sẽ có những đề nghị gì mới để liệu cách mà đối phó. Tới một cao điểm của phiên họp,
Thiệu cho biết không thể chấp nhận Hiệp định Paris nếu không sửa đổi thêm. Hay đã toan nổi nóng, mắt nheo lại và hít thêm không khí đầy ngực. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Ông ôn tồn nói với Thiệu là nếu không đồng ý với Hiệp định, Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải có hành động tàn bạo. Dù không quen với những lời đe dọa lỗ mãng ấy, Bunker vẫn thản nhiên như không, chỉ nhích cặp lông mày lên một chút. Dù Thiệu đã đoán trước sẽ có một đe dọa nào đó, ông chỉ biết cười xòa mà không yêu cầu Hay giải thích thêm lời đe dọa ấy. Hay coi bộ bứt rứt khi Thiệu không trả lời mà cũng không hỏi han thêm. Lần này lá thư của Nixon đề ngày 18 tháng 11 năm 72 có lời lẽ cứng rắn hơn, gay gắt hơn những lá thư viết trước kỳ bầu cử. Nhưng nếu Nixon đe dọa, thì ông ta cũng lại hứa hẹn thêm. Một vài đoạn điển hình như sau. Kính thưa Tổng thống, trước hết, tôi phải phát biểu nỗi thất vọng của tôi về điều mà tôi coi là một chiều hướng nguy hiểm trong mối liên hệ giữa hai quốc gia chúng ta. Một xu hướng chỉ mang tới hậu quả là phá hoại những mục tiêu chung của chúng ta và làm lợi cho kẻ địch. Những sự bóp méo đả kích liên tiếp bản hiệp định đã không công bằng mà còn có tính cách chủ bại. Những sự xuyên tạc và đả kích đó vẫn còn dai dẳng bất chấp nhiều phản kháng của chúng tôi, kể cả lá thư ngày 29 tháng 10 của tôi gửi ngài. Chúng đã làm cho tôi bối rối và gây cho tôi nhiều trở ngại. Trong những lần liên lạc trước và trong những cuộc trình bày của tiến sĩ Kissinger và đại sứ Bunker, chúng tôi đã giải thích nhiều lần tại sao chúng tôi coi bản dự thảo hiệp định ấy là hợp lý. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng nó phản ánh những nhượng bộ của phe bên kia, nó bảo vệ nền độc lập của Nam Việt Nam và cho phép nhân dân Việt Nam quyết định lấy tương lai chính trị của chính mình. Ngài cũng đã được thông báo đầy đủ về công cuộc tái thiết các khí cụ hiện đang được thực hiện để tăng cường các lực lượng của ngài trước khi có đình chiến. Tôi đã rất nhiều lần gửi đến ngài những bảo đảm chắc chắn chống lại trường hợp hiệp định có thể bị vi phạm. Tôi đã ngỏ ý muốn gặp ngài một thời gian ngắn sau khi hiệp định được ký kết để biểu dương lại sự ủng hộ tiếp tục của chúng tôi. Tôi khỏi cần kể lại rất nhiều lập luận, giải thích và những công tác đã được thực hiện. Chúng vẫn còn có hiệu lực. Tôi thiện nghĩ là ngài có hai lựa chọn chủ yếu. Ngài có thể dùng sự ủng hộ của dân chúng mà ngài đã thâu lượm được do những hành động mới đây để tuyên bố đã có thắng lợi quân sự mà bản hiệp định phản ánh. Ngài có thể cộng tác với đồng minh mạnh nhất của ngài để mang lại thắng lợi chính trị do những điều kiện hiện hữu mang tới. Ngài có thể nắm lấy sáng kiến chính trị và tâm lý bằng cách hoan nghênh bản hiệp định và thi hành những điều khoản của nó theo một đường lối tích cực. Trong trường hợp này, tôi xin nhắc lại lời mời của tôi để gặp ngài một thời gian ngắn sau khi ký hiệp định để nhấn mạnh sự hợp tác mật thiết liên lạc giữa chúng ta. Lựa chọn thứ hai là ngài vẫn tiếp tục con đường mà dường như ngài đang theo đuổi hiện nay. Theo ý tôi, thì điều đó sẽ có lợi cho kẻ địch và sẽ mang đến những hậu quả vô cùng trầm trọng cho cả hai dân tộc ta. Nó sẽ là một thảm họa cho dân tộc ngài. Thưa Tổng thống, tôi xin ngài cho Đại tướng Hay biết ta có thể yên tâm tiến hành trên căn bản này không? Chúng tôi hiện đã tới một giai đoạn mà tôi cần biết đích xác liệu ngài có sẽ tiếp tay với chúng tôi trong nỗ lực mà tướng Hay sẽ phát họa với ngài không? Hay là chúng tôi phải trù liệu các đường lối hành động khác mà tôi tin rằng sẽ thiệt hại cho quyền lợi của cả hai quốc gia chúng ta? Tôi hy vọng ngài và chính phủ ngài sẵn sàng cộng tác với chúng tôi. Có rất nhiều công tác chuẩn bị cần được thực hiện và chúng tôi tin rằng các toán đặc nhiệm Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa phải khởi sự làm việc với nhau để chúng ta sẽ ở vào tư thế tốt nhất có thể có, ngõ hầu thi hành bản hiệp định. Tôi hoàn toàn tin rằng nhân dân ngài, quân lực ngài và chính bản thân ngài đã giành được một thắng lợi lớn mà bản dự thảo hiệp định sẽ xác nhận. Ý định của tôi là sẽ xây dựng trên những thành quả đó. Tôi muốn được cộng tác với ngài và chính phủ ngài trong nhiệm kỳ thứ hai của tôi để bảo vệ tự do tại miền Nam.
trong thời bình cũng như ta đã từng cộng tác trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi để bảo vệ nó trong thời chiến. Trong 4 năm qua, Ngài và tôi đã là 2 đồng minh thân thiết, trên bình diện cá nhân cũng như quân sự. Sự liên minh này sẽ đưa chúng ta tới một vị trí khiến cho kẻ địch đang thỏa thuận với những điều kiện mà bất cứ một quan sát viên vô tư nào cũng đã nói là không thể có được 4 năm trước đây. Sự liên minh của chúng ta và những thành quả của nó đã được xây dựng trên sự tin cậy lẫn nhau. Nếu Ngài tiếp tục tin cậy chúng tôi, thì cùng nhau chúng ta sẽ thành công. Kính thư Richard Nixon. Sau khi Hay rời Dinh Độc Lập, Thiệu đọc lại lá thư một lần nữa, rồi viết lên đầu thư. Đọc cho hội đồng và toán đặc nhiệm làm việc trên những điểm này. Ông còn đánh 3 dấu hỏi ở lề trái lá thư, chỗ viết, những sự bóp méo và đả kích liên tiếp bản hiệp định đã không công bằng mà còn có tính cách chủ bại. Thiệu mất tinh thần về sự thay đổi giọng điệu của Nixon, nhất là câu mở đầu, một chiều hướng nguy hiểm trong mối liên hệ. Nhưng ông cũng không cảm thấy bị đe dọa bởi 2 lựa chọn chủ yếu. Và mặc dù Nixon đã đặt hết lên vai ông những hậu quả vô cùng trầm trọng cho cả 2 dân tộc ta và một thảm họa cho dân tộc ngài, ông quyết định là đã đến lượt mình phải tham dự điều đình, và nếu như Kissinger vẫn còn ở chức vụ thương thuyết gia, ông sẽ vẫn đưa ra yêu sách của Sài Gòn. Thiệu tiếp tục cưỡng lại Kissinger, một phần cũng vì được Hưng cho biết là Kissinger đang hơi yếu thế và bị nhóm viên chức trong văn phòng Tổng thống Nixon cô lập hóa. Báo chí Mỹ nói bóng gió là có sự nứt rạn trong tòa Bạch Cung, và chính vợ Haldeman đã than phiền với một người bạn Việt của Hưng về hành động của Kissinger trong các cuộc hà đàm. Chống lại kế hoạch hòa bình của Kissinger cũng đã có một phản ứng mạnh từ phía lãnh đạo quân sự Mỹ như Hải quân Đô đốc Thomas Moore, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân và Đại tướng Westmoreland, hồi đó là Tham mưu trưởng Lục quân. Phe bảo thủ như là Warren Nutter chẳng hạn, hồi đó là Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng, cũng chống kế hoạch của Kissinger. Trong chính quyền Nixon hồi đó, đã không hề có thảo luận liên bộ về kế hoạch này. Thiệu đã tin rằng nếu cứ kiên trì giải thích cho Hoa Thịnh Đốn hiểu được tính cách giết người của bản hiệp định đối với Việt Nam Cộng Hòa, thì Nixon sẽ thông cảm và đòi duyệt lại Hiệp định Paris. Ông nhất định không cho là Nixon đã thành thật khi nói rằng Việt Nam Cộng Hòa đã giành được một thắng lợi lớn mà bản dự thảo hiệp định sẽ xác nhận. Tuy nhiên, ông muốn giải đoán lá thư theo quan điểm riêng của mình. Chẳng hạn, câu Nixon hứa bảo đảm chắc chắn chống lại trường hợp hiệp định có thể bị vi phạm. Bảo đảm đã trở thành từ ngữ then chốt đối với Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy, chính phủ Sài Gòn bèn phác họa một số yêu sách liên quan đến những bảo đảm về sự hiện diện của quân Bắc Việt tại miền Nam. Việc tôn trọng vùng phi quân sự và sự hiện hữu của cơ chế quốc tế kiểm soát đình chiến. Hội đồng An ninh Quốc gia họp với Hay, đòi thiết lập một danh sách liệt kê những vấn đề ưu tiên. Thiệu chuyển cho Hay một lá thư lập lại những yêu sách của Việt Nam Cộng Hòa và đòi phải minh xác những vấn đề then chốt nói trên. Ông cố bấu víu vào những đoạn tích cực trong lá thư Nixon chẳng hạn. Cộng tác với ngài và chính phủ ngài trong nhiệm kỳ thứ 2 của tôi để bảo vệ tự do tại miền Nam, trong thời bình cũng như ta đã từng cộng tác trong nhiệm kỳ thứ nhất của tôi để bảo vệ nó trong thời chiến. Thiệu nghĩ cách chiếm sự thông cảm của Hay trong tư thế một quân nhân nên hỏi, Đại tướng Hay, ngài là một tướng lãnh, tôi cũng là một tướng lãnh. Ngài có bao giờ thấy bất cứ một hiệp ước hòa bình nào trong lịch sử thế giới mà kẻ xâm lăng lại được phép ở lại trong lãnh thổ mà họ đã xâm chiếm không? Thí dụ như, liệu ngài có sẽ cho phép quân Nga ở lại Hoa Kỳ và rồi nói là quý vị đã đạt được một hiệp ước hòa bình với Nga không? Thiệu sau này nói là Hay đã không trả lời nổi. Trả lời làm sao nổi? Điều phi lý như thế thì trả lời làm sao nổi? Thiệu nhận định con người nhà binh của Hay thì kém lý thuyết hơn, do đó ít ngây thơ hơn là Kissinger khi phải đối phó với Cộng sản.
sợ là Kissinger đã bị Bắc Việt đánh lừa, bịp bợm, nên Thiệu cố kéo Hay về phe mình. Thiệu biết là Nixon muốn Mỹ ra khỏi Việt Nam vì áp lực dư luận và còn nhiều việc khác phải làm trong nhiệm kỳ 2, nhưng đâu có với cái giá là bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Lý do không hẳn là vì Nixon đã cam kết gì với Thiệu hay là với miền Nam Việt Nam, mà chính là uy tín và danh dự của Hoa Kỳ trong vị trí một đại cường thế giới. Hay trở về Hoa Tịnh Đốn, mang theo thư của Thiệu và tin tưởng rằng rốt cuộc Thiệu sẽ đi theo. Ngày 12 tháng 11, ông phúc trình cho Nixon: "Hiện giờ chúng ta đang phải đối phó với một tình thế nguy ngập. Thiệu nhất định đặt uy tín của ông ta lên cùng một chỗ với uy tín của toàn thể chính phủ ông ta. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu ta cứ giữ một lập trường hoàn toàn không hợp lý với ông ta, thì có thể sẽ bắt buộc ông ta phải lâm vào chỗ tự sát chính trị. Trong trường hợp đó, tôi không chắc là quyền lợi của ta sẽ được phục vụ tối đa, cho nên tôi đề nghị một giải pháp nghe dễ sợ hơn là cố giải quyết vấn đề đó với Thiệu cho đến phút chót." Nixon đồng ý với phân tích của Hay rằng cái giá phải trả để giữ Thiệu lại tất nhiên là nhiều rủi ro, nhưng tôi không tin là không thể chấp nhận được trong giai đoạn này. Ngày 8 tháng 12 đã được định là thời hạn chót để ký hiệp định tại Paris. Nếu như vẫn không thể thuyết phục được Thiệu chịu ký vào lúc đó, thì Nixon quyết định sẽ ký với Bắc Việt một bản hiệp định riêng biệt. Nixon bây giờ lấy một giọng điệu ôn hòa hơn. Ngày 14 tháng 11, ông gửi cho Thiệu một phúc thư và điện báo sang Sài Gòn cho Bunker, bảo trao lá thư vào tối ngày 14 tháng 11. Lá thư có nội dung kêu gọi Việt Nam Cộng Hòa cộng tác bằng cách viết rõ ra về bảo đảm tuyệt đối của Hoa Kỳ trước khi điều đình tái tục tại Paris giữa Kissinger và Thọ vào ngày 20 tháng 11. Các đoạn chính lá thư như sau. Kính thưa Tổng thống, qua lá thư của ngài và qua phúc trình riêng của Đại tướng Hay, tôi hiểu rằng cái mối quan tâm chính còn lại của ngài đối với bản dự thảo hòa bình là tình trạng của lực lượng Bắc Việt hiện nay ở Nam Việt Nam. Như tướng Hay đã giải thích với ngài, chúng tôi có ý định đối phó với vấn đề này bằng cách, thứ nhất, thêm vào bản dự thảo hiệp định một điều khoản đòi giảm quân và giải ngũ các lực lượng của cả hai bên tại Nam Việt Nam, và đòi số quân nhân giải ngũ trở về quê quán họ. Tôi sẽ không nhắc lại hết ở đây những gì tôi đã viết trong lá thư gửi ngài ngày 8 tháng 11, nhưng tôi xin được tái khẳng định nội dung chủ yếu của nó và nhấn mạnh một lần nữa quyết tâm của tôi muốn đi tới một hiệp định sớm sửa, đại để như là lịch trình mà tướng Hay đã giải thích với ngài. Tôi phải rất thành thực giải thích là mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được những thay đổi trong bản hiệp định mà tướng Hay đã thảo luận với ngài và những thay đổi phụ mà Đại sứ Bunker sẽ trao đến ngài, chúng tôi không thể trông đợi là có thể đạt được tất cả. Thí dụ, nếu giả định rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được những bảo đảm tuyệt đối mà ngài hy vọng có được về vấn đề quân đội Bắc Việt thì không thực tế. Nhưng quan trọng hơn rất nhiều những gì chúng tôi nói trong hiệp định về vấn đề này là những gì chúng tôi sẽ làm trong trường hợp kẻ địch tái diễn xâm lược. Tôi tuyệt đối cam đoan với ngài rằng nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của hiệp định này thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt. Tôi tin rằng bản hiệp định hiện có là một hiệp định trong chủ yếu hợp lý và nó còn phải trở nên hợp lý hơn nữa nếu như chúng ta thành công trong việc lấy được một số những thay đổi mà chúng ta đã thảo luận. Sự bảo đảm lớn nhất cho thành công là tiến tới hoàn cảnh mới này với lòng tin tưởng và cộng tác. Trên hết, chúng ta nên ghi vào tâm khảm những gì thực sự duy trì được bản hiệp định. Chẳng phải là một điều khoản đặc biệt nào đó trong bản hiệp định, mà là sự quyết tâm của cả hai chúng ta để duy trì các điều khoản của nó. Tôi xin nhắc lại những bảo đảm của chính tôi với ngài là Hoa Kỳ sẽ phản ứng thật mạnh mẽ và mau lẹ đối với bất cứ vi phạm hiệp định nào. Nhưng để thực thi điều này một cách hữu hiệu, điều quan trọng là tôi phải có được hậu thuẫn của dân chúng và chính phủ ngài phải đừng tỏ ra như một trở ngại
cho một nền hòa bình mà công luận Hoa Kỳ giờ đây hoàn toàn mong muốn. Chính vì lý do này mà tôi khẩn khoản yêu cầu ngài nhận một bản hiệp định mà tôi tin là đi đôi với danh dự và công lý. Một hiệp định mà ta có thể làm cho trở nên an toàn bằng sự quyết tâm chung của chúng ta. Nhà tôi, cùng tôi xin gửi đến phu nhân và ngài những lời kính thăm nồng hậu nhất. Cả hai chúng tôi đều mong được gặp ngài và quý phu nhân lần nữa tại nhà riêng của tôi ở California, một khi nền hòa bình công chính mà chúng ta đã tranh đấu từ bao lâu nay rốt cuộc đã hoàn thành. Kính thư, Richard Nixon. Lá thư này cho thấy Nixon đã trả lời về ba mối lo ngại chính của Thiệu. Sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam, cơ chế kiểm soát và những vi phạm hiệp định của Bắc Việt. Ông trấn an Thiệu rằng cơ chế kiểm soát đình chiến tự nó không thể quan trọng bằng quyết tâm của chúng ta đảm bảo cho hiệp định được thi hành và sự cảnh giác của chúng ta đối với viễn tượng nó bị vi phạm. Thiệu thấy hơi yên tâm vì trong một lá thư mà Nixon đã nhắc lại hai lần là hiệp định tự nó chẳng quan trọng bằng những gì Hoa Kỳ sẽ làm, nhất là về sự hiện diện tiếp tục của quân đội Bắc Việt. Nixon và Kissinger đã thôi không lập luận là đám quân đó sẽ tan dần đi nữa. Nhưng bây giờ nhấn mạnh đến những bảo đảm, đến tầm quan trọng của những hành động mà Mỹ sẽ đối phó để bắt phải tôn trọng đình chiến. Ông Thiệu đã gạch dưới những câu Nixon viết về quyết tâm trả đũa của Hoa Kỳ một khi Bắc Việt vi phạm và ở lề lá thư còn đánh dấu hai dấu đậm để nhấn mạnh những điểm đó. Ông cũng để ý đến câu chào hỏi thân mật của Nixon ở đoạn cuối thư mà lần đầu tiên ông nhận được. Giọng điệu ôn hòa của lá thư cũng làm ông yên lòng một phần nào, nhưng ông vẫn muốn thấy những bảo đảm ấy được viết ra một cách rõ ràng hơn nữa, trên giấy trắng mực đen. Những hứa hẹn riêng tư của Nixon quả có trấn an, nhưng Thiệu lại chẳng thể công bố ra được. Các bạn vừa nghe xong phần 13. Thiên Hoàng sẽ gặp lại các bạn trong phần 14.